giờ màu trứng dưa leo chị và các bạn đã xem kênh Lan Lùn Vlog. Lời nói đầu tiên là cũng chúc cả nhà mình luôn được dồi dào sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay nhà Lan Lùn có khách rồi, Lan Lùn sẽ giới thiệu cho cả nhà xem khách đó là ai nha. Rồi cả nhà cùng vào bếp với Lan Lùn xem Lan Lùn nấu món gì để đãi khách nha. Mời cả nhà vào bếp với Lan Lùn nha. Em Lan Lùn chào cả nhà. Đây em mua được thịt ba rọi với đùi. Rau rau của em gồm có rau nhút cá, rau quế, rau thơm. Rồi salad này là salad Đà Lạt nha cả nhà. Đây nè, rồi với lại ngò nữa, dưa leo nữa. Rồi em sẽ lặt rau nha mọi người. Cả nhà xem muốn hỏi cho em một like, một đăng ký kênh nha cả nhà ơi, để kênh được phát triển nha. Em đang lùm cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều cả nhà. Mới mua tôm gì nha. Rồi em sẽ bắt lên luộc. Đây là tỏi ớt của em nè, em chuẩn bị chả làm nước mắm cả nhà. Tỏi ớt của em cũng đã giã xong rồi đó cả nhà. Em sẽ bỏ nước chanh cốt chanh vô nha. Rồi em sẽ bỏ nước mắm vô nha. Rồi em sẽ bỏ đường vô nha cả nhà. Cái nước mắm này nè, mình làm ăn chấm ở cuốn á, mình làm cho ngọt ngọt như thế nào. Cái tô nước mắm em cũng đã hoàn thành đó cả nhà. Chưa chưa ngọt ngọt mặn mặn. Mình chấm ha, em phải làm ngọt với chấm rau á. Rồi cái nồi thịt của em cũng đã chín rồi đó cả nhà. Em sẽ vớt thịt lên, vớt thịt lên em cũng không quay nha cả nhà. Lắc điện thoại vừa cầm điện thoại vừa làm nó lắc điện thoại á, em cũng không có quay nha mọi người. Chào cô chú anh chị và các bạn. Lan Lùn sẽ bật mí cho cả nhà biết khách của Lan Lùn hôm nay nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà nhé. Cái này là khách nhà của Lan Lùn nha mọi người. Rồi bây giờ đây là anh Đằng nha cả nhà. Anh Đằng kênh Anh Đằng Miền Tây nha. Hôm nay xuống Lan Lùn chơi. Anh Đằng đang múc nước mắm nha cả nhà. Ăn gỏi cuốn nhẹ nhẹ, món nhẹ. Này cả nhà, chén tô nước mắm chua ngọt của Lan làm quá là hấp dẫn luôn cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức món gỏi cuốn luôn nha cả nhà. Đây là thịt luộc với tôm bún nha cả nhà, rau sống. Rồi anh Đằng mua cho em ở vườn đó anh. Đây. Ở vườn này là ngon lắm đó cả nhà. Anh Đặng quất nguyên một bột bự luôn, gửi tặng cho Lan Lùn một bột bự ăn thế cơm nha mọi người. Đây là cà na chấm với muối Tây Ninh. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Dưa hấu đỏ luôn. Rồi ăn đi anh. Mời cả nhà gói cuốn cuốn cả nhà, bắt một miếng cuốn này cả nhà. Rồi cuốn nấu đủ, bỏ một miếng thịt ba loại vô, bỏ 2 con tép vô, gấp miếng dưa leo, miếng rau sống luôn, bỏ thấy miếng là nó đầy cuốn luôn cả nhà. Rồi có rau salad này nữa nè. Miếng sẽ lắp luôn. Rồi cuốn bắn lại gói một cuốn mời cả nhà thưởng thức nha cả nhà. Đã hấp dẫn này Lan ơi. Dạ, mời anh ấy, mời cả nhà ăn cùng với anh Đằng và anh Hoàng Lang Thang nha cả nhà. Dạ, mời cả nhà ăn cuốn này nha cả nhà. Chấm miếng nước mắm chua siêu cay luôn nha cả nhà. Nước mắm em làm sao anh? Mắm vừa ăn rồi. Dưa sống nè, thịt nè, tép nè, cả nhà chấm với nước mắm chua ngọt kết hợp với nhau. Cái món này rất là ngon luôn cả nhà. Mình cả nhà cùng trải nghiệm món thịt luộc tép cuốn nha cả nhà. Cuốn có bún nữa cả nhà. Mời cả nhà nhé. Cảm nhận của anh Hoàng Thích Lang Thang này ăn như thế nào? Ăn như gỏi cuốn vậy. Ăn như gỏi cuốn vậy đó. Khá hả? Đây là món nhẹ. Đây là món nhẹ của nhà Lan Lùn đãi khách nha, món nhẹ. Sáng dự định làm món khác nha anh Đằng. Em dự định làm món khác. Nhưng mà đi mua không có, rồi xong rồi quay lại món này luôn. Chứ không phải là làm món cho có nước chảy nước. Mà ai ngờ đâu được cái món này. Tại vì bữa nay trời mưa quá, đi mua không được đó nè. Dạ, trời mưa quá. Em cũng có làm video á, anh có xem không cả. Bữa nay á, làm cái món khác dự định mà quay lại món này. Giờ mời cả nhà gói cuốn nữa nghe cả nhà. Mạnh lên ha ba, cứ tự nhiên nha. Em bún giờ nó nghe cả nhà này. Một cho miếng dưa leo vô đi. Thêm miếng rau sống nữa nè. Lỗ gà quá là hấp dẫn luôn nha cả nhà này. Cho miếng gà xà lách lấy rau này ăn luôn đi anh. Qua bên cho anh Đằng luôn. Anh bên này anh không ăn, anh hớp dưa leo đi. Không ăn dưa leo hả? Hớp dưa leo. Anh Đằng hớp dưa leo giùm em. Cho qua bên này ăn dưa leo không à? Hoàng ăn dưa leo không hả Hoàng? Dạ. Đó, bên này chỉ ăn dưa leo thôi cả nhà, dưa leo với thịt tôm thôi nha mọi người. Rồi gấp ba con tép vô cả nhà. Mạnh lên đi anh, không sao hết. Đó, em làm thịt ba gọi vô luôn cả nhà. Thịt ba gọi có mỡ gì nè cả nhà. Gói ăn nó mới ngon, nó béo. Có ở dưới thịt nữa kìa. Ừ. Thịt đuôi với ba gọi hai thứ. Cho nó ngon á, mình làm tạt nó ngán. Giờ mời cả nhà cuốn nữa nghe cả nhà. Cuốn to lên. Cuốn to luôn. Gói đủ thứ gào luôn, cái nó có một cuốn chà bá luôn. Có gì lát không? Lát thì để gói à. Anh Đằng anh lấy cái miếng bịch gửi cuốn dễ gói á, anh lát lên rồi cuốn. Rồi mời cả nhà quất cuốn nữa nghe cả nhà. Quất vài cuốn là no luôn nghe cả nhà. Lát rồi lấy miếng lát dễ cuốn. Anh Đằng lát cũng dễ cuốn á, lát một miếng vô. Để cuốn hết, nó không có bị gắt. Bánh tráng này khỏi nhúng nha. Cái này là bánh tráng mềm sẵn. Đó, bên này không có ăn rau nha cả nhà. Chỉ ăn vậy thôi, thịt. Cái gớt này. Đừng rung đừng rung nha. Ổi này em thấy giòn lắm anh. Ổi em thấy giòn, chắc nó sọt nha. Dạ. Em sẽ dựng máy vay để ăn với anh Đằng với anh Hoàng Lang Thang nha cả nhà. Anh Hoàng là anh Caramel và Lan Lùn nha cả nhà. Cả nhà xem video á, ủng hộ cho kênh Lan Lùn một like, một đăng ký và ủng hộ cho hai anh này đều có kênh hết. Anh Đằng Miền Tây và anh Hoàng Thích Lang Thang nha. Cả nhà ủng hộ cho một like, một đăng ký nha để kênh được hai anh được phát triển nha. Hai anh cũng nhà còn nhỏ lắm, ủng hộ cho hai anh với nha cả nhà. Quay cảnh gói cuốn này. Sẽ gói mời cả nhà cuốn nữa nghe cả nhà. Để cái bánh tráng xuống dưới đây này. Mình sẽ gấp một miếng bún nè. Cho một miếng dưa leo luôn. Rồi rau sống luôn nha cả nhà. Rau sống có rau gấp cá nè, rau thơm nè, rồi rau salad nữa nghe cả nhà. Quán một miếng rau salad nè, chờ vài ba con tép vô luôn nghe cả nhà. Cho một miếng thịt ba gọi vô luôn. Cuốn vô. À, cả miếng lá lại vậy lát ha. À, vậy cuốn. Đây cả nhà, một cuốn chà bá luôn cả nhà. Vậy mời cả nhà bước thêm một cuốn thứ ba nha cả nhà. Rồi lót. Rất ghê rồi. Rồi. Làm cái nha cả nhà. Quá ngon luôn nha. Chấm cái nữa cả nhà, cả nhà. Nước mắm em làm vừa không anh? Vừa không rồi đâu. Em cũng chưa biết nữa. Tại vì mở khẩu vị mình khác nhau á. Có thêm ngòi vô nè anh Đặng. Quá ngon luôn cả nhà này. Bữa cắn rồi mọi người á. Rồi mọi người ơi, em dẫn máy mà ăn chung với khách anh Đằng Miền Tây với anh Hoàng Lang Thang nha. Chào cả nhà, em mời cả nhà cuốn này nha. Cuốn gọi cuốn với em ăn lùn nha. Ôi quên, cho em xin vui. Đúng rồi anh em. Anh có thể trả anh nè. Qua anh ít. Có làm thêm cuốn thứ tư nữa nha cả nhà. Quá ngon cả nhà này. Em miếng rau sống cho nè, cho miếng dưa leo vô, cho miếng ngò luôn nha mọi người, cho miếng rau salad luôn, salad Đà Lạt nha cả nhà, cho cộng ngò dí vô luôn cả nhà. Chấm gói bánh mì quá. Em cũng lúc đầu cũng về đây á, cũng ăn cũng không biết món này luôn á. Ai cà ra món ngò với bánh mì thịt á. Ừ. Em thấy em đẩy ra không mà hết cái bịch rồi cuốn của em mình á. Cái này là Lan Lùn ba gọi với đùi. Đây cả nhà một gói này. Cái cuốn là quá bự luôn các mọi người á. Cuốn to to ăn mới đã ăn. Cuốn quá trời to luôn ai, em bự hơn ra luôn. Rồi vô. Vô. Mời cả nhà vô lên nghe cả nhà. Rồi, đang lùm mời cả nhà. Ăn rồi cuốn. Để cặp trước á, mọi người xem không có rõ, không có cảm nha. Mọi cũng hãy mình mấy anh em mình làm chung vui vui. Cả nhà xem cái món không có rõ, thông cảm cho em nó luôn nha cả nhà. Quá ngon cả nhà, giờ làm thêm cuốn nữa nghe cả nhà. Em mời cả nhà món ổi của anh Đằng gửi tặng cho em nha. Coi có ổi này nó ngon nha. Em sẽ mời ở nhà xong rồi em sẽ kết thúc video nha. Video cũng đã dài nha cả nhà. Em mời mọi người ha. Để mà có ổi giòn nữa ha. Mới hái đừng có làm. Dạ em thấy cái là em đang giọt là em có cảm nhận là cái ổi này nó gọt sẵn rồi đó, tại vì nó giòn mà. Ngọt cái nha. Ngọt giòn mà. Không thể nào chơi được. Đã giòn nữa là giờ mà cả nhà ăn miếng dưa hấu nó nghe cả nhà. Ăn thử dưa hấu hôm nay ngọt không nghe cả nhà. Dưa hấu mà đây là anh Hoàng mua là thấy tụi nó. Mình hỏi thầy ông Thanh đừng có con chim hót à. Còn cái bột bún là mọi người ơi, em mua bột bún mực cho má luôn. Rồi cả nhà ơi, clip của Lan Lùn cũng tải dài nha cả nhà. Lan Lùn sẽ tạm dừng video nha. Mọi người có gì sai sót á thông cảm nha. Tại vì cũng dựng máy quay á, cũng thấy không có cái gì rõ á. Em cũng xin kết thúc video nha. Cả nhà xem ủng hộ cho hai anh kênh Anh Đằng Miền Tây và Hoàng Thích Lang Thang và Lan Lùn Vlog nha. Ủng hộ cho ba anh em mình ha cả nhà. Rồi Lan Lùn